Ok, chào các bạn. Thì sáng mình dậy mình đi làm rồi tới giờ mình mới mở máy lên mình quay vlog, quay video. Tại vì hồi sáng mình cũng không có làm gì đặc biệt hết, sợ quay cho các bạn coi có nhiêu đó mà quay hoài làm cho các bạn chán. Thì nên bây giờ mình mới bắt đầu quay. Thì hiện tại bên mình đã là 5 giờ 40 buổi tối, gần 6 giờ rồi. Thì bây giờ mình đang trên đường đi tập. Thì hôm nay mình muốn quay video đi tập cho các bạn coi thôi. Thì video này nó hơi đặc biệt chút xíu, là cái video này nó sẽ khác hơn mỗi lần. Tại vì hôm nay mình sẽ tập với một người bạn của mình. Thì nói sơ qua cái cậu bạn này của mình, thì cậu ấy đã đi tập được một thời gian dài rồi, thì được có một cái hình thể rất là tốt và cũng như có rất là nhiều kinh nghiệm. Thì mình rất là vui khi tập với cậu ấy, tại vì giờ mình sẽ học được thêm một số điều mới. Thì mình không có nói là bản thân mình cái gì cũng biết, nên mình rất thích tập với những người khác, nhất là những người đã tập lâu năm, thì họ có thể chia sẻ kinh nghiệm và giúp cho mình học hỏi thêm để trau dồi cái kinh nghiệm của mình hơn. Thì cái cậu này thường á, là mình với cậu này đi làm nên cũng khá là bận, nên thường mình với cậu này rất khó để gặp nhau mà tập. Thì hôm nay thứ bảy cậu được làm về sớm và mình quyết định sẽ đi tập với cậu ấy. Thì buổi tập hôm nay thì chưa biết là tụi mình sẽ tập gì hết, tại vì mình nói với cậu đó hôm nay mình đi tập với cậu đó, thì bạn cậu cậu ấy muốn tập cái gì thì mình tập theo. Thì hôm nay sẽ có một sự thay đổi là không có những bài tập nhàm chán, những bài tập mà có nhiều bài tập đó tập đi tập lại hoài, giống mà giống mỗi lần thì mình hay tập. Thì các bạn biết là mình đang theo một cái chương trình của mình, thì chương trình của mình là tập dạng full body, thì lúc lúc nào cũng là squat, bench, deadlift, còn không thì là đẩy vai, overhead press hoặc là front squat, squat để tạ phía trước, hoặc là cái bài kéo vai, có nhiều đó tập đi tập lại hoài. Thì các bạn coi channel chắc không chán rồi. Thì hôm nay muốn quay video tập với cái anh bạn này của mình để có một sự thay đổi nho nhỏ cho các bạn đỡ chán. Ok, thì hiện tại đang trên đường chạy xe đi, thì đang uống pre-workout. Thì đây là cái pre-workout của mình. Thì vừa chạy vừa uống để xíu thấm vô tập cho sung. Thì bây giờ sẽ gặp các bạn ở phòng gym.